Neville bắt đầu công việc mới tại Manchester United. Cựu danh thủ Gary Neville đã bắt đầu công việc mới tại Manchester United chỉ vài ngày sau khi huyền thoại Sir Alex Ferguson bị Sir Jim Ratcliffe cắt hợp đồng đại sứ. Neville bắt đầu công việc mới tại Manchester United. Theo báo chí Anh, Neville đã trở lại làm việc cho Man United, Ấn Độ. Cựu đội trưởng của Quỷ Đỏ trở lại với vai trò đại sứ tự do sau khi tham dự một sự kiện tại Học viện Minerva ở Mohali. Sự trở lại của Neville diễn ra cùng tuần với việc Ratcliffe cắt hợp đồng đại sứ của Sir Alex. Fergie đã đảm nhiệm vai trò đại sứ với mức thù lao 2 triệu bảng mỗi năm kể từ khi ông nghỉ hưu vào năm 2013. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Scotland sẽ rời khỏi vai trò này như một phần trong đợt cắt giảm chi phí mới nhất của Ratcliffe, người sở hữu một phần Manchester United qua tập đoàn Ineos. Neville đã đăng trên Instagram cá nhân về chuyến thăm châu Á, nơi ông tham gia chương trình bóng đá cơ sở của Apollo Thai. Ở tuổi 49, Neville cũng đang tham gia nhóm cố vấn về sân vận động của Manchester United cùng với Ratcliffe, nơi họ sẽ quyết định việc cải tạo sân Old Trafford hay xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 100.000 người tại cùng địa điểm. Tốt nghiệp từ thế hệ vàng 1992, Neville đã giành được 8 chức vô địch Premier League cùng 2 Champions League và đã có dịp giao lưu với các cầu thủ trẻ tại sự kiện này. Neville cũng từng thi đấu 85 trận cho đội tuyển Anh và là trợ lý huấn luyện viên dưới thời cựu huấn luyện viên Roy Hodgson của Tam Sư. Sau đó, ông có thời gian ngắn dẫn dắt Valencia ở mùa giải 2015-16. Hiện tại, ngoài công việc bình luận viên, Neville còn là đồng sở hữu của câu lạc bộ Sanford City ở League 2, giải hạng 4 của Anh, cùng thế hệ 92. Trong khi đó, Ferguson đã không dự kháng chiến thắng của Manchester United trước Brentford vừa qua sau khi bị Ratcliffe sa thải. Fergie đã có mặt ở Glasgow, ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Celtic và Aberdeen tại giải vô địch quốc gia Scotland.